Hello anh em. Một buổi trưa ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em ha. Hôm nay shop em vừa mới về. Cái này được rất là nhiều anh em đặt. Quay sát ở đây cho anh em ở xa xem. Hôm nay cập nhật ngày 13 tháng 7 2023 nha. 13 tháng 10. Thì shop em vừa mới về được cái bình xăng con đứng của Đam của 78 79. Đây. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Ha, và hôm nay thì shop em có soạn vài món zin nữa quay cho anh em xem. Ha, hôm nay sale mấy món zin cho anh em ở xa. Thì thấy món nào thì quay món đó cho anh em ở xa xem nha. Và một cái bình xăng con Đam 78 79 đứng này đúng chuẩn hàng của Thái. Và giá của em nó là 950 ngàn anh em nha. 950 ngàn, quay ở đây. Quay rõ ràng cho anh em ở xa xem ha. 950 ngàn một cái bình xăng con đứng của Thái, của cúp Thái nha, 78 79. Đó, anh em nào mà thường hay hỏi shop, dặn shop. Về nói chung là số lượng có hạn thì những anh em nào mà dặn shop á, thì cứ alo trực tiếp cho shop nha. Qua số điện thoại của shop là 0948 265 265. Anh em vào nhắn qua bên Zalo cho shop em nha. Đây. Quay cho anh em ở xa xem, đẹp không? Đó, đúng chuẩn hàng của Thái luôn nha, đúng chuẩn hàng của Thái luôn. Thì về được mấy món đồ Thái để shop em quay cho anh em ở xa xem. Về được mấy món đồ cúp của Thái ha. Thì để quay cho én nữa, chụp 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 xi nhan của én, chụp xi nhan của én. Thì những anh em mà thường hay chơi cúp có hỏi shop em chụp xi nhan của én á, thì anh em biết rồi. Mấy lần thì shop có báo là vài bữa nữa sẽ về đồ chụp xi nhan Thái cho anh em, đẹp lắm. Nó không giống như cái thằng mà gia công. Cái chụp này đẹp lắm, để lấy quay cho anh em ở xa xem luôn ha. Và bốn cái chụp của em nó là 200 ngàn. Bốn cái chụp của em nó là 200 ngàn để shop em quay cho. Đó. Hôm nay thì soạn mấy cái món đồ zin cho nó quay cho anh em xem luôn. Thì sẵn đây. Quay cho anh em chụp Thái nè. Chụp đúng chuẩn của Thái luôn nha. Một cái chụp như vậy là 50 ngàn anh em nha. Một cái chụp như vậy là 50 ngàn. Chụp hai tầng nha, chụp bánh nú để lấy quay cho anh em xem. Một cái là 50 ngàn ha, một cái là 50 ngàn, đẹp sắc nét luôn. Đặc biệt thì anh em biết rồi, những cái món phụ tùng của bên shop em từ nói chung là từ hàng gia công, hàng mới đều là ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra đúng như những gì mà shop em quay thì anh em trả tiền, không đúng anh em trả về cho shop em. Bốn cái 200 ngàn anh em nha, đúng chuẩn luôn nè, đúng chuẩn hàng của Thái luôn. Đó, quay vô đây cho anh em ở xa xem. Cái chụp hai tầng này thì ở nói chung là mình gia công không đẹp anh em, mình gia công không đẹp bằng hàng Thái. Đó, mình quay cho anh em xem luôn. Có làm sao mình quay như vậy cho anh em ở xa xem. Có làm sao mình quay như vậy luôn. Đó, chụp hai tầng của én Thái. Và bốn cái của em nó là 200 ngàn. Một bộ của em nó, một bộ mà luôn chân, một bộ luôn chân là 400 ngàn anh em nha. Luôn chân là 400 ngàn một bộ. Ship toàn quốc hết luôn, nên anh em ở xa yên tâm. Và đây nữa, hôm nay về những cái món đồ Thái soạn ra nãy giờ chụp hình để quay cho anh em xem. Đây, nút gấp nè, cái này là nút gấp trước, nút gấp sau ha, nút gấp trước, nắp gấp sau. Một bịch như vậy là một cái, và một bộ của em nó là bốn cái, hai cái trước và hai cái sau. Và một bộ của em nó là 120 ngàn. Bốn cái nút gấp ở đây mình có màu đen, màu trắng. Trắng này là trắng ngà nha, chứ không phải là trắng tinh nha, nhưng không phải là như hàng thường nha. 4 cái 120 ngàn. Trắng 78, 79, đam 81, 82 đều được hết ha. Và một bịch như vậy là một cái. Và một cái, một bộ của em đó là 120 ngàn 4 cái. Cũng như những bộ món kia luôn. Cũng như những món kia luôn ha. Kiểm tra đúng những gì mà shop em quay thì anh em trả tiền, không đúng anh em trả về cho shop em. Ở đây nữa, đây là bao tay 3 ngấn. Đây là bao tay ba ngấn của Thái nha. Đây, của Thái đúng ba ngấn, 150 ngàn một cặp anh em nha. 150 ngàn một cặp, cặp bao tay Thái. Thì đúng chuẩn hàng Thái luôn. Và đây, thì để qua bên đây quay cho mấy anh em xem. Hai cái món này rất là nhiều anh em dặn. Đồ Thái ha. Đây, sẵn đây quay cho anh em luôn. Shop chỉ có một bộ một thôi. Thì anh em nào mà dặn shop em á, thì tranh thủ ha. Thì tranh thủ, đây. Cái bình xăng con này để gối luôn nè Thiện ơi. Bình xăng con này khách đặt rồi nè. Thôi gối luôn. Dính gì vậy thầy? Coi dính gì vậy? Này dính gì vậy? Gối lại cho, lấy em keo dán lại đi. Đây nè, bộ này ha, zin không lầm lỗi, cái này là sale.
Đây là đồ zin mình sale cho anh em xem chơi ha. Zin không lỗi lầm nha, zin không lỗi lầm. Đây, quay cho anh em ở xa xem. Đây. Ủa, cái này nó bị nứt nhẹ chỗ này rồi, bị nứt nhẹ chỗ này rồi. Thì mình đang bán cái này là 450. Mà hồi nãy soạn ra không thấy cái này. Nè, có bị nứt nhẹ chỗ này nè nha. Nứt nhẹ chỗ này. Dày chắc nha. Dày chắc. Cái này thì mình để lại cho anh em 300 ngàn thôi ha. Lỗ á, này là như là bán sale lỗ cho anh em luôn. Nó bị nứt mình không thấy. Bị nứt chỗ này mình không thấy nè. Không thành vấn đề nha. Không vấn đề gì hết. Khi mà anh em gắn vô là không vấn đề gì hết. Mình để lại cho anh em 300 ngàn ha. Để lại cho anh em 300. Nắp cá zin của cúp. Còn đây ha, sơn zin, hai cái này là sơn zin hết, nắp cá nắp nồi là sơn zin hết. Nắp cá nắp nồi là sơn zin hết anh em nha. Cái nắp nồi này là sơn zin, chưa dặm tốt, chưa xử lý gì hết, có luôn cây thâm nhớt luôn. Bà shop bán cho anh em là 600.000. 600.000 bán sale cho anh em nha, 600.000. Đây, 600.000. Đó, quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Một cặp nắp nồi, nắp cá của cúp. Đó, quay rõ ràng vô cho anh em xem chi tiết. Thì nói chung là tại cái đồ zin này thì mình có làm sao mình quay như vậy cho anh em ha. Có làm sao mình quay như vậy cho anh em. Có cái nào lỗi thì mình báo lỗi, không nứt bể, không có gì hết nha. Nắp nồi thì bao đẹp, bao dễ thương ha, 650 một cái. Đó. Đây, quay cho anh em ở xa xem ha. Và đây này nắp cá. Đó, một bộ của em nó. Và đây nữa, cây là cái chủ đề chính. Cái bình xăng lớn này thì được rất là nhiều anh em dặn shop em ha. Cái bình xăng lớn zin có bị cứng nhẹ cái này nè, cái này bị để nghiêng xe cái thành nó bị thụng luôn. Nếu mà ở nhà anh em nào rảnh thì xử lý, thì nói chung là kiếm một cục hít hay gì dở kéo nó ra, hoặc là mở nắp này ra đẩy nó, kiếm cách nào đẩy nó ra ha. Tại vì mình thật sự là bên shop em không có thời gian làm xe rồi phải phụ tùng rồi xe dọn nữa, nên mình không có thời gian mình đẩy này ra. Bình xăng lớn zin nha, bình xăng lớn CD zin, tem zin, tem zin nha, tem này zin, tem nổi cũng zin luôn ha, nước sơn zin luôn. Đây, có làm sao quen vậy cho anh em xem, mở luôn cái nắp xăng này cho anh em ở xa xem nha. Và bình xăng này là 1.400.000 một cái, bình xăng lớn zin, nắp xăng zin, có cái gì xích luôn nha. Này là sợ bị mất cái nắp xăng zin anh em, sợ bị mất cái nắp xăng zin đó. Đó, bình xăng đời này thì có chống ọc rồi, bình xăng đời này thì có chống ọc rồi anh em nha, có chống ọc rồi. Đó, có chống ọc rồi. 1.400.000 một cái. Nắp xăng zin, khóa xăng zin, sơn zin, tem zin, quay đằng sau luôn. Quay đằng sau, quay rõ ràng cho anh em ở xa luôn ha. Nước xăng đằng sau là zin hết, không có dặm, không có gì hết. Có làm sao thì quay vậy cho anh em ở xa xem. Và anh em lưu ý nha, những cái món đồ zin này, những cái món đồ zin bên shop em bán là giá sale, giá dễ thương, giá cực kỳ dễ thương luôn. Nên những anh em nào mà chốt vui lòng cọc giúp shop em, có cọc là shop em ship ha. Còn như đồ mới, mấy cái đồ thái thì không cần, mấy cái đó đồ không cần. Những món đồ zin này, tại vì mình chỉ để giống như là mình cho những anh em nào mà thường hay xem kênh của shop em, có một cái giá gọi là ưu đãi, một cái giá dễ thương thôi. Thật sự giá quá dễ thương ha. 1.400.000, 1.400.000 full cái bình xăng đầy đủ hết. Còn chỗ này anh em về tự xử lý được nha, mình bảo đảm anh em về sẽ xử lý được. Đó là bị cứng chỗ này nè, mà cứng này không là cứng cái kiểu như mà đập như gì đây nha. Cái này giống như là nó, cái xe nó đè qua, cái xe nó đè, cái ghi đông nó đè qua, nó bị cứng nhẹ vô. Anh em về lấy đây đẩy nó ra ha. Và đây đó, quay rõ ràng vô cho anh em tránh tình trạng mít lòng nha. Bao không xì lủng nha, bảo đảm không xì lủng cho anh em yên tâm ha. Bảo đảm cho anh em không xì lủng, xì lủng đổi trả thoải mái, trả lại cho anh em yên tâm. Đây đó, qua đây thấy rõ không, thấy rõ mặt trong không? Đó, có làm sao thì quay vậy rõ ràng cho anh em xem nha. Có làm sao thì shop em quay vậy rõ ràng cho anh em ở xa xem. Đó, cái bình xăng lớn của em nói vậy đó, bình xăng lớn của em nói vậy đó. Và giá của em nói là 1.400.000, và số điện thoại của shop em là 0948265265. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Nếu anh em nào mà muốn xem chi tiết hơn nữa, nếu mà anh em xem chi tiết hơn nữa cứ vào trong Zalo của shop em, shop em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em xem cho nó khỏi bị mất lòng. Tại vì những cái món này đều đồ zin hết ha. Có sao thì quay shop em quay rõ ràng vậy cho anh em hết, nên mình muốn rõ ràng. Đó, miệng xăng nè ha, miệng xăng
còn rất là dễ thương và có chống ngọc nha. Đó, một cái bình như vậy full đầy đủ như vậy là 1.4 triệu, mình cũng cố gắng quay rõ ràng cho anh em. 1.4 triệu không bao ship, và số điện thoại Zalo của shop em là 0948265265. Như anh em thấy ha, giờ này thì những cục hàng của em từ mới tới zin hay là tới gia công thì đều có mấy đứa em đóng đầy đủ cho anh em, nên hàng mà nếu mà có tới chậm thì anh em cứ việc yên tâm đi nha. Nhiều khi do nhân viên giao hàng với bên shop em là ngày hàng là ngày nào đi ngày đó, nên anh em yên tâm, từ cúp với 67 luôn, từ cúp với 67 luôn đó. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ cái số điện thoại mới của shop em nha, 0948265265, và shop em có xài 3 số điện thoại và 3 số điện thoại đều có Zalo. Hả? Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em có một buổi trưa ấm áp. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.